thành quả của mình hôm nay đây các bạn ơi. Ô là mẹ. Quê. Hôm nay mình đi mua được một mớ salad đây. Mẹ. Cái này là từ cái cây con đó. Mẹ. Người ta đã gieo lên cây con sẵn rồi, mình mua mình trồng cho lẹ. Cái này cũng salad nữa nè. Quý con salad luôn. Đi ngồi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi ra ngoài mua cây giống đó các bạn. Mình tìm được mấy cái giống cây rất là thích luôn nè, cho các bạn xem nha. Đây, các bạn biết cái này là cái gì không? Cây bí đĩa bay. Cái này mình thấy có mấy chị ở bên Mỹ đã trồng rồi. Mình thấy thành quả rất là đẹp luôn. Nó cái trái bí này nó giống như cái hình đĩa bay á các bạn. Các bạn nhìn thấy cái hình của nó nè. Đó, hôm nay là mình mua được hai cây này với lại hai cái vỉ salad. Mà các bạn nhìn coi, cái salad này á, là salad loại mà salad đỏ như vậy nè, tía tía như vậy. Trong này nó có 12 cây ha. Mà các bạn biết người ta bán bao nhiêu không? 4 đồng 2 luôn, 4 euro 2. Tính ra là cũng mắc lắm á. Tại vì nhìn cái thau salad hôm bữa mình gieo hạt đó, một gói hạt mình mua ở Việt Nam đâu khoảng 20 ngàn, 20k. Thì mình gieo được quá trời luôn đó, vẫn còn chưa hết nữa. Mà gieo ra một cái thau là nó nhiều lắm đó các bạn. Nhiều ơi là nhiều á. Hôm bữa mình gieo như vậy tính ra cũng phải cả 100 cây á. Mà còn ở đây thì salad này là salad của Tây đó. Salad này mà bán 4 đồng 2 có 12 cây à. Nhưng mà tại vì gieo á thì phải mất cả tháng nó mới lên được các cây con giống như vậy nè các bạn. Giống như hôm bữa mình cho các bạn xem ở trong cái video mà thu hoạch salad mỡ của mình đó. Nếu như bạn nào chưa xem á, thì vào xem lại cái salad cái video mà mình thu hoạch salad nha. Còn đây là hôm nay là mình mua, mình thích ăn cái loại salad này của Tây nè, nó cũng ngon nữa mà màu sắc nó cũng đẹp nữa. Thì mình mua sẵn để mình trồng xuống cho nó nhanh lên. Rồi mình vẫn cứ gieo lại cái salad mỡ nữa để ăn giống như mình làm mà luân canh đó các bạn. Thì cái này nó lớn, mình ăn xong rồi là cái kia nó bắt đầu lớn, là mình có mình ăn liên tục luôn ha. Mà cái này thích quá các bạn ơi, yêu quá à. Chờ thành quả của mình nha, chắc khoảng 2 tháng nữa nè. Bây giờ các bạn nhìn coi, cái cây này nó đã có hoa rồi nè các bạn. Thấy không? Hoa quá trời luôn nè, thấy chưa? Đó, nó có hoa đực và hoa cái nè. Cái hoa cái nó nhỏ xíu xíu, có cái hình đĩa bay đó các bạn. Cái này mình phải, bây giờ mình phải trồng xuống đất gấp, chứ không thôi là nó ở ngoài nắng gió quá là nó sẽ không có tốt á. Đây nè, một cây nữa nè. Đó là mình mua hai cây. Mà một cây này là khoảng, một cây này là hình như 3 đồng à, 4 đồng mấy hay 3 đồng 7 thì mình cũng không nhớ nữa luôn. Đó là mình thích hai cây đó. Và một cây ớt nè các bạn. Ớt, cái loại ớt này là ớt dài á. Cái ớt này nó dài dữ lắm, nó dài khoảng, để mình coi, chắc khoảng cỡ này á, một trái của nó đó dài lắm. Mà cái giống này là người ta ghi là giống ớt cay, thì mình thích ăn cay lắm cho nên là mình mua thử coi thử là nó có cay không, tại vì thấy cái form trái của nó đẹp á. Rồi bây giờ mình đi trồng salad ha các bạn, đi ra trồng salad với mình nha. Sẵn đây mình khoe luôn với các bạn là cái rau tầng ô mà hôm bữa mình đã thu hoạch được một rồi đó. Là mình cắt một đoạn, mình chừa lại mấy cái nhánh nhỏ con á. Và bây giờ là các bạn xem nè, mới đâu khoảng một tuần hơn à là nó đã lên lại rồi. Cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn nhìn thấy không, nó lên nhiều rồi ha, nó lên cao quá trời luôn nè so với hôm bữa đó. Nếu mà thích ăn non á các bạn, nếu mà thích ăn non á là mình cắt vô chừng này nó lớn như vậy, mình cắt vô mình ăn là nó tươi rồi, nó thấy non dễ sợ không ha. Nếu mà để già quá thì mình ăn cái cọng nó sẽ hơi cứng, nó sẽ không ngon đó. Tầng ô á, cải cúc mà mình ăn cỡ này là rất ngon luôn nè. Đó,
Các bạn nhìn thấy cải cúc không? Mình gieo đó, mình mới vừa gieo cách đây khoảng 3 ngày thôi mà bây giờ nó lên cây con quá trời luôn nè, thấy chưa? Lên quá trời cây con nè. Cái này là coi đợt này là mình phải sẽ được ăn cái cây non rồi. Mình gieo thiệt là nhiều luôn, gieo giống như rau mầm luôn, để cho nó lên cây nào là mình xơi cây đó luôn. Mình ăn non mình nhổ luôn lên, rồi mình sẽ chừa lại đâu khoảng một nửa thôi để mà cho cây nó lớn thành nhánh cao. Nhiều ha các bạn. Và nó lên có 3 ngày là nó đã lên được chừng này rồi đó. Còn đây là cái mớ rau dền của mình hôm bữa mà trong cái video thu hoạch rau dền đợt trước đó các bạn, là những cái cây này là nó còn có téo tèo tèo thôi, bây giờ nó cũng lớn dễ sợ trên này, thấy không? Cái này là mình sắp thu hoạch lại được rồi đó, ăn được đợt nữa rồi đây. Cà chua mình trồng đây các bạn, mình gieo từ hạt đây, bây giờ hả nó lớn nè, cây này nó có hoa rồi nè, thấy chưa, có nụ có hoa rồi. Còn rau muống, rau muống thì cái đợt trước mình gieo á, nó lạnh quá cho nên nó chỉ lên được có chừng này thôi. Rồi bây giờ mình đã gieo lại một đợt mới rồi, mới cách đây có 2 ngày thì nó chưa có lên mầm, nhưng mà vài hôm nữa là nó sẽ lên đầy nguyên cái khu này luôn á. Có chùm nho nè các bạn, mình sắp được ăn nho rồi, khi nào có chùm nho này nó lớn mình quay lại cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình đi trồng salad ha. Cái khu vực trồng salad này nè các bạn, chắc hôm nay mình chỉ trồng có 12 cây một vỉ ở đây thôi, còn một vỉ còn lại là mình sẽ trồng vô trong cái thùng giống như hôm bữa, cái thùng trong trong á, để mình xem thử là đợt này coi thử là salad mình trồng ở đây trong đất và trồng ở trong thùng kia thì cái nào nó có cái nó phát triển tốt hơn ha. Các bạn thấy làm nông khổ không các bạn ơi? Đây mình mẹ cho cái cây salad này xuống này. Thấy không? Để mà không trồng ra là nó sẽ. Các bạn nhìn thấy người ta trồng sẵn, người ta trồng trong từng cái miếng đất như vậy, giờ mình trồng xuống nó dễ. Còn mình ươm ở nhà mình thì nó hơi khó, tại vì cái đất mỗi lần mà mình lấy cái cây con lên á là nó sẽ dính rễ của những cái cây khác. Lulu ra hái dâu với em đi con. Đi ra hái dâu đi con. Dâu chín đỏ lắm luôn rồi. Đây là cái đám salad hôm qua mình trồng xuống đây các bạn. Nó mới tươi tỉnh lại thôi chứ. Các bạn thấy nó tươi tỉnh không? Nó bắt đầu tươi tươi lên xíu rồi, nó bắt đầu vươn vươn lên rồi. Hôm qua là nó héo, nó thiếu nước á. Nó nằm bẹp xuống luôn, bây giờ nó đã vươn lên rồi, có sức sống rồi. Cây này giờ nó lớn chưa này các bạn? Cái này là mình phải cắt đọt các bạn ơi, tại vì cái này là bí ăn ngọn á, mình phải cắt ngọn để cho nó trẻ ngọn ra nè.
Chút nữa chắc mình phải cắt ngọn quá. Còn đây là hai cái cây bí ngòi nè các bạn, hai cái cây bí bí đĩa bay nè. Đó, mình đã cho nó yên vị vào đây rồi. Đó, mình cho nó xuống xong rồi, giờ nó tươi chưa? Bên này nó có bông hoa, bên này cũng có bông hoa rồi. Để coi chờ vài bữa nữa nó phát triển sao ha. Và bây giờ mình xin dừng video của mình ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ kênh của mình. Còn những bạn mới mà lần đầu tiên xem video của mình, thì nếu các bạn thích kênh của mình, thấy video của mình hay, có nhiều hữu ích, thì các bạn hãy nhấn like, share cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên subscribe để nhận được nhiều video mới nhất của mình, chia sẻ về những cuộc sống hàng ngày ở Pháp, những điều mình trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.